Pháp hành của Phật giáo, băng thứ 21. Trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Cái định mà nó diệt tâm diệt tứ thì nó là nhị thiền. Nó không phải là một pháp hành để con tu tập, nó chỉ là một danh từ chỉ định. Nghĩa là bây giờ nói cái tên định nhị thiền thì nó không phải là một cái pháp hành, mà nó định diệt tâm diệt tứ thì nó cũng không phải là cái pháp hành, nó chỉ là cái tên để khi chúng ta xác định biết rằng cái chỗ đó là phải làm cái đó, diệt cái đó. Nhưng mà cái nào, cái hành động nào diệt thì nó chưa, nó phải tới cái định gì để mà diệt nó này. Nên các con phải hiểu, nhiều khi các con nghe cái đó là các con tưởng là đó là cái định, đó là cái tu vậy. Nghĩa là người ta nói, thí dụ như người ta nói định diệt tâm diệt tứ thì mình phải có một cái hành động nào để làm, thì cái hành động đó nó làm như thế nào, thì có cái định nào đó để mà làm cái định diệt tâm diệt tứ. Cũng như bây giờ nói cái định diệt tâm diệt tứ thì bắt đầu bây giờ chúng ta phải tu cái định chánh niệm tỉnh giác định, hoặc cái định niệm hơi thở, thì nó mới có diệt tâm diệt tứ, chứ đâu phải là cái định diệt tâm diệt tứ này là nó diệt được. Nó là cái tên để chỉ cho, cũng như nói bây giờ cái nhị thiền thì cái tên nhị thiền, chứ nó không có cái hành động để mà làm cho nó diệt tâm tứ đó. Cho nên đến cái định mà nói tên cái định diệt tâm tứ thì nó rõ ràng hơn là cái tên của nhị thiền một chút. Nhưng mà nói cái diệt tâm tứ thì chúng ta biết nó là nhị thiền, mà nói nhị thiền thì chúng ta biết là diệt tâm tứ. Nhưng mà nói mà diệt tâm tứ thì để biến ra cái hành động tu tập á, cái pháp môn mà tu tập á, thì nó không phải hai cái tên này mà tu tập được, mà nó phải có những cái pháp môn như cái pháp môn định chánh niệm tỉnh giác. Thì chánh niệm tỉnh giác thì các con thấy diệt tâm tứ chứ gì, đi mình biết mình đi, mà mình cứ nhớ mình đi mà mình không có nghĩ tưởng cái gì trong đầu mà mình cứ tắt ý ra nữa thì đó không phải là diệt tâm tứ sao? Phải không? Nó cái pháp môn làm cho cái tâm chúng ta chú ý ở trong cái bước đi, cho nên cái tầm tứ nó không có nữa, phải không? Cho nên đó là cái định diệt tầm diệt tứ. Bây giờ chúng ta muốn diệt tầm diệt tứ thì có cái định thứ hai nữa, đó là cái định niệm hơi thở. Bây giờ mình biết hơi thở ra, biết hơi thở vô nè, không có nghĩ gì hết, đâu không nghĩ gì hết, cái tâm cũng không tác ý ra gì hết, nó chỉ duy nhất có cái tâm mình nó thường xuyên nó tệ truy cái hơi thở, tức là nó biết hơi thở ra, biết hơi thở vô. Thì lúc bây giờ đó là diệt tầm diệt tứ chứ gì? Cái hành động mà giữ được cái hơi thở vậy gọi là định diệt tâm diệt tứ. Thì cái định mà định niệm hơi thở nó là cái phương pháp, cái cách thức làm cho diệt tâm tứ, chứ không phải là cái định diệt tâm diệt tứ, mà nó có cái tên mang như vậy chứ nó không có cách thức diệt. Các con hiểu như vậy là tức là biết được cái pháp hành, chứ không khéo mình nghe cái sơ thiền nhị thiền thì mình nói nhị thiền không biết tu cái tu như sao ấy. Hãy nghe nói nhị thiền thì tôi biết là phải tu cái gì, chánh niệm tỉnh giác định nè, định niệm hơi thở nè, thì tôi biết là đó là cái pháp tu để mà diệt tầm tứ, tôi biết liền. Cho nên nói cái danh từ mà định diệt tầm diệt tứ cũng chỉ là một cái tên của sơ thiền mà thôi, ở của nhị thiền mà thôi. Còn nói về hướng tâm để tịnh chỉ tầm tứ á, thì bây giờ tôi trạch pháp là một cái câu để tôi nhắc cái tâm tôi trở thành một cái ức chế bằng tâm, bằng sức lực của tâm tôi làm cho tầm tứ nó tịnh. Thì bây giờ tôi như thế nào? Bây giờ tôi nhắc nè, sáu cái thứ phải quay vào trong cái tụ điểm, thấy không? Cái tâm thức á, phải biết cái hơi thở ra vô chỗ rõ ràng, tầm tứ phải diệt, không có được khởi niệm nữa, thấy không? Thì đó là tôi trạch pháp cái câu đó. Thì cái câu đó như vậy nó có cái tên là hướng tâm tịnh chỉ tầm tứ, các thầy hiểu không? Cho nên cái hướng tâm tịnh chỉ tầm tứ nó không phải là cái định diệt tâm diệt tứ, nó đâu có giống nhau, nó khác nhau. Đó là cái pháp hướng để nó hỗ trợ cho cái chánh niệm tỉnh thức, hay hoặc là cái hỗ trợ cho cái định niệm hơi thở, rõ chưa? Cho nên nó hỗ trợ, nó nhắc để rồi cái tâm nó quay vô liền, quay vô nó bám chặt cái hơi thở, do đó mà thở mình biết, mình thở ra thở vô. Cũng như mình nhắc đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, hay hoặc là thân tôi hành, tôi biết nó đang hành, nó đang đi nè, tôi biết cái thân tôi đang đi nè, tôi nhắc như vậy. Và đồng thời tầm tứ phải diệt, không có được khởi niệm ra nữa. Tôi nhắc như vậy, tức là tôi đi như vậy là tôi diệt tầm tứ đó. Đó, cái chỗ đó gọi là cái lời mà hướng tâm mà nhắc như vậy đó, để tu tập, để trở thành một cái đạo lực, để mà khi nhắc nó một cái là nó tịnh chỉ liền đó. Thì đó là hướng tâm tịnh chỉ tầm tứ. Đó, đây là còn đang ở trên cái bước đường tu tập, cho nên khi vào là hướng tâm, khi vào là hướng tâm, và thỉnh thoảng hướng tâm để cho nó theo cái lĩnh truyền đó mà nó tịnh chỉ tầm tứ. Đó là cái pháp tu, cũng như cái chánh niệm tỉnh giác là một cái pháp tu, cũng như cái định niệm hơi thở là một cái pháp tu. Còn cái tên định diệt tầm diệt tứ là nó cái danh từ chứ nó không phải là cái pháp tu.
Cũng như định nhị thiền là một cái danh từ để chỉ cho cái định đó là thiền thứ hai. Nó cũng không phải là cái pháp tu, nó là cái tên để chỉ cho cái định, mà cái định đó là chúng ta phải tu những cái định khác để cho nó làm cho được cái định đó, được cái tên đó. Cũng như bây giờ đó, mình muốn trở thành một bác sĩ thì mình phải có trường lớp học tập thì người ta mới gọi mình bác sĩ. Thì cái tên bác sĩ không có nghĩa là nói cái tên bác sĩ đó là người nào cũng gọi cái bác sĩ được, thì đưa cái dao biểu họ vô mổ xẻ cái người khác họ mổ được không? Họ mổ chết người ta còn gì? Cho nên muốn mà cầm cái dao mà mổ người ta được á, thì cái người này phải học tập, phải rèn luyện cái tay của họ cắt như thế nào, bây giờ cái bệnh đó phải cắt mổ như thế nào. Thì cái người bác sĩ đó người ta đã học, người ta biết, người ta cắt. Đem cái ông đồ tể vô, ông mổ một cái chết người ta còn gì? Đó. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta muốn đạt được thành bác sĩ chúng ta phải học. Cũng như bây giờ mình không học bác sĩ mà vô cái chỗ bán thuốc tây, cái thứ nào mình cũng lấy uống hết là chắc có lẽ mình chết luôn á, phải không? Cho nên mình phải học bác sĩ, mình mới biết cái thứ thuốc nào để trị bệnh gì bệnh gì. Do đó bây giờ nó ho là mình vô đó lấy cái thứ thuốc này là thuốc ho, thuốc này thuốc gì, mình lấy những thuốc này mình ho hợp lại cái bệnh người bệnh này về uống cho hết. Còn nếu mà mình không biết thì nghe cái tên bác sĩ thì mình tưởng là tôi cũng lấy cái tên được, cái gì kêu tôi bác sĩ, nhưng mà vô mình lấy thuốc cho người ta uống chết sao? Cho nên mình không có học, mình không có tập luyện thì không phải. Đó là mình phải phân biệt được như vậy mình mới thấy được cái chỗ tu của mình. Đó là cái pháp hướng tâm tịnh chỉ tầm tứ với diệt định diệt tầm diệt tứ, nó không giống nhau chút nào. Ở cái chỗ mà pháp hướng tâm là cái pháp hành, còn cái định diệt tầm diệt tứ nó là cái danh mà thôi. Rồi đây tới chỗ cái này nữa, câu thứ ba hỏi tịnh chỉ tầm tứ, tịnh chỉ tầm tứ hỏi giống nhau không hay là khác nhau? Thì thầy nói ở tịnh chỉ tầm tứ lại khác nữa, nghĩa là hướng tâm tịnh chỉ tầm tứ là con đường chúng ta tu, đang tu tập với cái pháp môn tu tập chưa thành tựu, còn tịnh chỉ tầm tứ là đã thành tựu rồi. Nghĩa là bây giờ thầy muốn nhập nhị thiền, thầy hướng tâm, thầy nhắc tầm tứ phải tịnh chỉ, cái tâm này phải nhập vào nhị thiền, thì ra lệnh như vậy rồi bắt đầu thầy ngồi cái nó vô trong cái định đó liền. Thì tức là đó là tịnh chỉ tầm tứ, tịnh chỉ cho nên nó không còn nhắc nó thôi, chứ không còn hướng tâm để mà tu tập. Nó phân rõ được rõ như vậy thì chúng ta mới thấy được cái pháp hành của Phật rất là khoa học, rất là kỹ thuật, chứ đâu phải mà chứ không khéo chúng ta nhầm cái tên rồi cái chúng ta cũng nghĩ đây là cái pháp á, pháp tu á. Cho nên nhiều người cứ học cái danh từ, cái tên đó rồi mà không có biết cái hành nó ra chỗ nào. Còn ở đây thầy chỉ thật sự cái pháp hành là hành chỗ nào, mà cái danh từ để chỉ cái pháp đó như thế nào, nó cụ thể rõ ràng như vậy đó. Thế mà người mà không có kinh nghiệm tu hành á thì không dập được cái chỗ này. Lấy tên làm pháp mà tu hành thì thầy thấy thiệt là cái người điên đảo thật. Cho nên ở đây thật sự ra thầy nói hải tâm điên đảo là phải. Cho nên nó cứ ngỡ tưởng là ở trong có một cái nhị thiền, cái trạng thái diệu tầm tứ rồi cứ kéo dài ra là nhập tam thiền, tứ thiền. Thiệt ra thiệt là điên đảo, chưa thấy. Hướng tâm tịnh chỉ tầm tứ là một phương pháp. Nó nghe suy nghĩ thầy tóm lược lại đó, để cho nghe chị. Hướng tâm tịnh chỉ tầm tứ là một phương pháp rèn luyện đạo lực để diệt tầm tứ. Đây mới chính là pháp hành của con. Nó là cái pháp hành mà. Tịnh chỉ tầm tứ là một kết quả tu hành của con đã viên mãn ở mức thiền định này, ở mức thiền định của nhị thiền này. Nghĩa là mình ra lệnh thì chỗ đó nó diệt tầm tứ. Cho nên do đó mà mình nhập vào cái nhị thiền. Đó là cái kết quả của cái pháp hướng. Cho nên nó không còn nói hướng tâm nữa, mà nó chỉ tịnh chỉ tầm tứ, nó làm cho ngưng liền, nó ra lệnh làm cho ngưng liền. Tịnh chỉ tầm tứ là một định lực của nhị thiền. Nghĩa là nhị thiền thì chúng ta đã thấy rằng tầm tứ nó diệt được, tức là đó là một cái sức định của nó. Cho nên do đó chúng ta chỉ ra lệnh tịnh chỉ tầm tứ là ngay đó cái định lực nó thực hiện liền ngay ở chỗ trạng thái nhị thiền đó. Tịnh chỉ tầm tứ là một lệnh truyền đã viên mãn sau những ngày tu tập với pháp hướng tâm diệt tầm diệt tứ. Các thầy nghe rõ với thầy nói về cái tịnh chỉ tầm tứ, thầy có phân biệt ba cái tướng trạng của nó để cho chúng ta rõ biết ở chỗ mà tịnh chỉ tầm tứ. Cái thứ nhất của nó là tịnh chỉ tầm tứ là một kết quả tu hành con đã đạt viên mãn ở mức thiền định này. Thiền định này là thiền định nhị thiền đó. Tịnh chỉ tầm tứ là một định lực của nhị thiền. Cái trước thì chúng ta nói là kết quả viên mãn của con đường tu tập của mình.
Cái kế nữa đó là một cái sức định lực, tức là tịnh chỉ tầng tứ là một cái sức định lực. Và cái cuối cùng á là một cái lệnh truyền, nó đã duyên mà, tức là chúng ta nói lên một cái là nó làm theo đó, tức là cái lệnh truyền. Cho nên chỉnh tịnh chỉ tầng tứ nó có ba cái phần để chỉ cho nó cái kết quả của nó. Cái kết quả thứ nhất của nó đó là tịnh chỉ tầng tứ là kết quả tu hành mình để duyên mãn, nghĩa là mình nhập được nhị thiền đó, đó là cái duyên mãn của nó. Tịnh chỉ tầng tứ mà cái kết quả thứ hai của nó, để thấy cái kết quả thứ hai của nó đó, nói kết quả thứ hai của nó chứ sự thật ra thì nó là cái viên mãn của cái định lực. Cho nên chúng ta dùng một cái tên là định lực, cái sức lực của định của nhị thiền nó đã có rồi. Rồi tịnh chỉ mà cái nghĩa của tịnh chỉ mà thứ ba này á là cái lệnh truyền viên mãn, chúng ta ra lệnh là nó làm theo liền, đó là cái lệnh truyền viên mãn của một vị tướng soái mà điều khiển quân đội để mà chiến thắng được cái trận mặt trận nội tâm này. Đó là chúng ta đã có cái người chỉ huy để mà sai khiến quân lính được rồi đó. Nghĩa là chúng ta ra lệnh mà nó nghe theo, nó làm, đó là chúng ta là trở thành một vị tướng soái chỉ huy rồi đó, chỉ huy mặt trận đó. Còn nếu mà chúng ta chưa ra lệnh mà chưa, lính tráng nó chưa nghe ta thì tức là chúng ta chưa phải là sĩ quan đâu, còn là lính quèn đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải học ở trường võ bị cho thông những chiến thuật chiến lược, để rồi khi mà ra tác chiến thì chúng ta truyền lệnh cho lính nó phải nghe theo. Thì bây giờ như các con các thầy là đang những người sĩ quan đang học tập những chiến thuật chiến lược để mà tác chiến mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta có tu tập cũng chẳng qua là tập mặt trận giả thôi, chứ chưa dám mà đem mặt trận thật đánh đâu. Chừng mà đem mặt trận thật đánh nó bắt đầu thọ mà nó bung ra nó đánh, tự ra quý thầy phải thấy rằng cái hành thọ mà nó đánh, cái hành thọ mà nó đánh quý thầy thì quý thầy chạy mất, chứ quý thầy không dám, bởi vì nó đem cái lực lượng nó là cái thọ nó đánh ra. Thì quý thầy bằng chứng, như quý thầy thấy mật hạnh nó đánh ra cái mật hạnh bay. Minh Tâm này nếu mà không có thầy nó cũng bay tới Sài Gòn, nó ở dưới nó chứ chưa chắc gì nó dám ngồi đây. Bởi vì khạc ra máu mà ai mà dám ngồi đó. Cho nên nếu mà không thấy được thì khi mà chúng ta động tới nó rồi, bắt đầu nó đánh chúng ta đủ thứ đánh, chứ không phải nó đánh chúng ta một mặt đâu, nó đánh đủ thứ, nó đem tất cả những cái lực lượng của nó ra nó đánh chúng ta. Cho nên chúng ta muốn làm chủ được sanh tử thì chúng ta phải biết được cái đủ cái chiến thuật chiến lược, cách thức tu tập cho nó rõ ràng, chứ không phải là sơ sơ. Các con thấy biết bao nhà cách mạng mà không nắm được tình hình, không nắm rõ được, cho nên làm cách mạng đều bị tiêu diệt. Thì ví dụ như ông Phan Bội Châu, ông Phan Chu Trinh hoặc là ông Nguyễn Thái Học đều là bị tù đài, bị chết. Mà rồi cái kết quả mà thành công cũng đâu phải chuyện dễ, nhưng cũng dù sao đây đó cũng là một cái sự thúc đẩy cho toàn dân chúng ta đi đến chỗ mà chiến thắng. Nhưng mà cái người mà lãnh đạo mà không thấy được toàn diện cái chiến thuật đối với cái thời đại thì cũng khó mà thắng được lắm, chứ không phải dễ. Thì cũng như bây giờ chúng ta không thấy được cái nội tâm của chúng ta là cái hành thọ nó sẽ đánh chúng ta như thế nào. Nếu mà chúng ta thấy được toàn diện như vậy thì chúng ta chuẩn bị những cái chiến thuật chiến lược, chúng ta khi gặp tới nó thì chúng ta sẽ đánh nó bằng cái pháp nào thì chúng ta sẽ chiến thắng hẳn hoài đàng hoàng. Câu hỏi thứ hai, trong câu hỏi này, con còn điên đảo hơn nhiều. Khi con nhập nhị thiền, tịnh chỉ tầm tứ, thân tâm đang sống trong trạng thái nhị thiền, vậy nhị thiền có phải là kết quả cuối cùng của đường tu chăng? Đó, câu hỏi thầy hỏi lại nó đó. Nghĩa là con có biết rằng cái nhị thiền đó là kết quả cuối cùng không? Chưa phải, mà con còn biết nó là tam thiền, tứ thiền, cho đến tam minh kia mà. Vì vậy cho nên đâu phải là nhị thiền là một cái trạng thái diệt tầm tứ rồi mình cứ nằm ở trong đó. Cho nên ở trạng thái tầm tứ này chúng ta không có ở trong đó nữa. Chúng ta nhập được nhị thiền nhưng mà chúng ta phải rời khỏi nhị thiền. Cũng như bây giờ, ví dụ như chúng ta mở mặt trận chúng ta đánh, bây giờ chúng ta chiếm được một cái địa điểm nào đó rồi thì chúng ta nói đó là chúng ta giải phóng đất nước được sao? Nó còn biết bao nhiêu đồ bốt, nó còn biết bao nhiêu nơi, bao nhiêu tỉnh để mà giải phóng. Thì lúc bây giờ nó một cái chỗ, một cái tỉnh nó chưa hẳn đã là giải phóng được quê hương. Cho nên chúng ta còn đánh nữa. Cho nên nhị thiền nó chỉ chẳng qua là một cái đồn bót nào đó thôi, mà chúng ta đã nhập được đó, tức là chúng ta đã chiếm, đã giải phóng được nơi đó mà thôi. Nếu ở trạng thái nhị thiền diệt tầng tứ thì con còn pháp hành, pháp nào hành trì để tiến tới tam thiền? Nếu mình nhập vào trong cái trạng thái nhị thiền đó thì bắt đầu mình cứ ở trong cái trạng thái diệt tầng tứ đó. Mình không có cái pháp nào nữa mà có thể mình tiến tới ở trên tam thiền được hết.
Mà nếu có, nếu nói rằng kéo dài cái trạng thái của nhị thiền nó sẽ được tam thiền thì không bao giờ có. Nó không bao giờ có cái chuyện nó xả ra được. Bởi vì trạng thái nhị thiền thì nó ở mức đó thôi. Cũng như bây giờ chúng ta ăn cơm với muối, mà bây giờ chúng ta chỉ có muối ăn cơm thôi, thì do đó bây giờ chúng ta chờ để có thịt thì không bao giờ mà có thịt hết. Chỉ có chúng ta phải làm ra tiền rồi đi mua thịt về kho nữa thì chúng ta ăn mới có thịt thôi. Chứ không có thể ngồi mà chờ mà ăn muối mà chờ thịt ở đâu mà rớt xuống cho chúng ta ăn thì cái chuyện nó không bao giờ có. Cho nên chúng ta phải phải đi làm lấy tiền, có tiền rồi mới mua thịt, mới về mới kho nấu. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta phải ra khỏi cái chỗ ăn cơm muối chứ. Chứ đâu phải là ngồi đó ăn cơm muối mà chờ đợi cho có thịt. Cái chuyện nó không có được. Cho nên ở đây không có nghĩa là nhập nhị thiền mà rồi nó sẽ ngồi đó mà ở trong trạng thái nhị thiền đó nó sẽ tới tam thiền. Con nên hiểu, không phải kéo dài trạng thái nhị thiền là con nhập tam thiền, tứ thiền và nhập các định khác được. Nếu con nhập trạng thái nhị thiền dù 1000 năm thì nó cũng ở trạng thái nhị thiền mà thôi. Cho nên con phải rời khỏi nhị thiền, theo đường dây hơi thở tiếp tục dùng pháp hướng tịnh chỉ. Một lát nữa thì thầy sẽ giảng tới cái định niệm hơi thở, thì các con sẽ thấy Đức Phật dạy cái đường dây hơi thở để mà chúng ta tu tập các định. Nó rất là cụ thể mà rất là rõ ràng. Sau này thì các con sẽ nghiên cứu cái tạng kinh Nguyên Thủy, tức là tạng kinh Bali, thì chắc các con sẽ rõ rằng những cái bài pháp đều là ở trong cái tạng kinh này mà thầy lý ra giảng dạy cho các con. Và qua những cái kinh nghiệm của thầy, thầy nói ra thì các con đọc thấy dễ hiểu. Mà nếu mà không có mà cái kinh nghiệm của thầy thì hầu như là các con sẽ đọc cái kinh này thì cũng chẳng qua như những nhà học giả mà người ta đã từng viết, từng soạn ra nhiều cái bộ kinh nói về cái kinh Nguyên Thủy này, mà nó chẳng có cái nghĩa lý gì cho chúng ta biết rằng cái cuộc mà chiến đấu với nội tâm của chúng ta hết. Cho nên con phải rời khỏi nhị thiền theo đường dây hơi thở, tiếp tục dùng pháp hướng tịnh chỉ 18 lại tưởng thì con mới nhập được tam thiền. Khi nhập vào trạng thái tam thiền thì tầm tứ cũng diệt ở đó, nghĩa là tam thiền tầm tứ nó cũng diệt, chứ đâu phải là ở đó nó có tầm tứ hoài sao. Mà trong khi mình ở cái đường dây hơi thở thì mình phải dùng tầm tứ để mình diệt nó, mà khi mình nhập vào tam thiền rồi thì tầm tứ nó cũng đâu còn, nó cũng mất. Bởi vì nhị thiền là cái thiền thứ hai nó không còn tầm tứ, thì thiền thứ ba nó cũng không có tầm tứ. Nhưng mà trên cái con đường đi để mà chiến đấu thì chúng ta dùng chiến thuật chiến lược bằng những cái phương pháp như cái pháp hướng tâm, đó là một cái phương pháp để mà chúng ta chiếm đóng được cái tam thiền. Mà muốn chiếm đóng được cái tam thiền thì chúng ta phải ở trên cái đường đi để mà chiến quân của chúng ta đi vào cái tam thiền nó được. Đường đi đó là đường đi của hơi thở. Đó thì nó phải có cái lộ trình nhé. Chứ còn nếu mà không có cái lộ trình thì chúng ta biết đi đâu mà để mà chúng ta đi vào được cái chỗ đó. Cho nên ở đây nó có một cái đường hơi thở mà chúng ta đi từ cái định này sang cái định khác đều là do cái đường hơi thở này mà đi tới. Chứ không phải đi cái đường mà của cái trạng thái của nhị thiền mà nó tới tam thiền được, mà phải đi cái đường hơi thở, rồi từng đó chúng ta sẽ vào cái nhà tam thiền. Khi nhập vào trạng thái tam thiền thì tầm tứ cũng diệt ở đó. Nếu còn tầm tứ thì con chưa nhập tam thiền mà còn đang ở trên đường đi của hơi thở. Nếu mà tầm tứ mình chưa diệt tức là mình còn tác ý ra, hoặc là vọng tưởng còn, thì tức là mình chưa có đạt được nhị thiền nữa. Kể như là trên con đường đi mà từ nhị thiền mà đến tam thiền thì tầm không bao giờ còn nữa, còn chỉ còn tứ mà thôi, tức là còn pháp hướng. Nói đến định tức là nói đến diệt tầm tứ, nhưng không dùng tầm tứ thì không nhập được định. Nói đến định tức là nói đến tầm tứ, nghĩa là diệt tầm tứ thì mình mới có định, mà nếu mà không diệt tầm tứ thì không có định, nhưng không dùng tầm tứ thì lại không được nhập định. Cái câu nói của thầy rõ ràng, nói đến định tức là nói đến diệt tầm tứ, nghĩa người nào định nào nó cũng phải có diệt tầm tứ hết. Mà nếu mà không biết dùng tầm tứ thì không bao giờ nhập định. Cho nên cái người mà không biết dùng tầm tứ thì cái người đó chỉ cái thiền đó là thiền tưởng mà thôi, cho nên không bao giờ nhập định được. Đó là cái phần mà thầy trả lời để thấy rằng cái đường đi mà trên cái bước đường mà tu tập của chúng ta nó rõ ràng và cụ thể như vậy, nó không thể nào mà sai được. Nếu mà đi sai thì không bao giờ mà chúng ta tiến vào thiền định này nổi. Hỏi thưa thầy, tâm con không khởi niệm an lạc thanh thản vô sự, tức là định sáng suốt, tại sao định này
không được là trợ pháp cho tứ chánh cần. À, cái định sáng suốt tại sao thầy không dạy, mà thầy dạy cái định chánh niệm tỉnh giác, mà định niệm hơi thở, định vô lậu là trợ pháp cho tứ chánh cần, mà thầy không dạy cái định sáng suốt. Mà cái định này rõ ràng là thấy cái trạng thái nó sáng suốt, nó an lạc nè, nó thanh thản, nó vô sự nè, mà sao thầy không dạy nó để mà giữ cái tâm như vậy thì nó cũng diệt tâm, nó diệt ác pháp chứ gì. Đó, ý của Hải Tâm hỏi thầy như vậy. Bây giờ thầy đáp đây, đáp tứ chánh cần là ngăn ác diệt ác, vì thế phải hợp với ba loại định: chánh niệm tỉnh giác định, định niệm hơi thở và định vô lậu. Khi các ác pháp được đoạn dứt và không sinh khởi thì đó là thiện pháp. Mục đích của tứ chánh cần là đạt được thiện pháp, chứ không phải đạt được sự sáng suốt, nên định sáng suốt không được kết hợp. Còn ba pháp kia hỗ trợ cho tứ chánh cần: ngừa ác, đoạn ác. À, các thầy thấy rất rõ vậy. Bây giờ mình cứ mình ngồi mình giữ cái tâm mình thanh thản nè, nó sáng suốt nè, nó không có cái gì, chuyện đó nó chưa phải đâu, nó ở cái mức độ nào đó nó mới có giữ này. Nó bây giờ giữ vậy nó không ác pháp thật đó, nhưng mà chưa chắc đã là giữ được. Nó không bao giờ mà chúng ta ngồi đó mà giữ cái sáng suốt này được đâu. Cho nên chúng ta bây giờ do cái hành động mà chúng ta đã tập trung được ở trong hành động. Hành động ngoại là thân của chúng ta làm cái gì biết không ấy, nó ngăn được cái ác pháp. Mà hành động nội là cái hơi thở chúng ta thì nó ngăn, cũng ngăn được cái ác pháp. Nhưng mà bây giờ mình ngồi mình không có cái đối tượng nào hết, mày để cái tâm thanh tản an lạc thì cái sự đó là cái sự khác rồi, nó không phải ở cái giai đoạn này rồi, nó không phải ở chỗ cái giai đoạn của tứ chánh cần. Cho nên đem cái pháp này mà áp dụng vô tứ chánh cần là sai rồi. Cái người đó cứ ngồi giữ tâm như vậy là để sẽ lạc đường mất rồi, không có đúng rồi. Cho nên tới cái mức độ nào là khi nó đã ly dục ly ác pháp rồi thì cái sáng suốt này nó mới có, chứ không phải bây giờ mà chúng ta ngồi giữ sáng suốt này. Cũng như một người mà ngồi giữ cái tâm đừng vọng tưởng, ngồi đây mà giữ ông chủ để cho cái tâm đừng vọng tưởng thì chắc chắn cái việc làm này không bao giờ làm được. Chỉ là một cái danh từ, nó không có cái pháp hành. Cho nên cái trạng thái mà định sáng suốt này nó chưa phải là cái chỗ mà chúng ta tu tập, nhưng nói để mà chúng ta biết, nó chưa phải lúc mà chúng ta tu tập. Còn tới chừng mà nó tới rồi thì bây giờ chúng ta nó tự cái tâm của nó quay vào thì nó sáng suốt. Ví dụ như bây giờ một người ly dục ly ác pháp rồi, tâm nó quay vô rồi, thì lúc bây giờ họ sẽ ở trong cái định sáng suốt đó, và giờ này giờ kia họ giữ gìn cái gì để mà cái định sáng suốt này luôn luôn mãi, chứ không phải giữ sáng suốt. Nếu một người mà được cái tâm mà nó quay vào rồi thì đó là họ đã được cái định sáng suốt. Bây giờ muốn an trú cái định sáng suốt này từ giờ này đến giờ khác thì lúc bây giờ họ phải giữ cái gì? Họ phải giữ độc cư, họ không được đi tới đi lui, không được nói chuyện với ai hết, thì cái sáng suốt này nó còn. Mà nếu mà họ nói chuyện với người này, họ tiếp duyên người nọ, họ đi ra khỏi tu viện thì tức là cái định sáng suốt sẽ mất. Cho nên cái pháp hành của sáng suốt nó không phải là ở chỗ mà giữ cái sáng suốt, mà ở chỗ phải giữ độc cư thì cái sáng suốt nó mới còn. Nhưng khi cái tâm của chúng ta nó đã ly dục ly ác pháp rồi nó mới có sáng suốt. Còn bây giờ nó chưa ly dục ly ác pháp thì nó không sáng suốt, nó cứ quay ra, nay nó nhớ cái này, lát nó nhớ kia thì làm sao mà sáng suốt được. Cho nên cái định này là cái định cái người đã xả tâm. Vì vậy mà lúc bây giờ cái trạng thái sáng suốt nó hiện tiền. Cho nên cái người này phải giữ cái pháp gì mà để giữ cái tâm này? Muốn giữ được nó thì cái người đó đừng phá độc cư. Cho nên mặc hạnh đã đạt được cái chỗ sáng suốt này mà không giữ được độc cư, tức là vì không giữ được độc cư, tức là không tu tập cái độc cư, cho nên bị cái hành thọ nó làm cho phá độc cư, từ đó nó mất cái sáng suốt đi, cái định sáng suốt đi. À, các con hiểu thầy nói rất rõ ràng và kỹ lưỡng, rất kỹ lưỡng. Mỗi một huynh đệ các con ở trong này có một sự sai, có một sự sai để mà chúng ta đưa ra, để mà chúng ta thấy rằng cái sai của chúng ta, do đó mà chúng ta thiếu cái pháp hành ở đó mà chúng ta. Mà thầy bảo rằng chết bỏ, nhất định là chết bỏ, nhất định là không sợ cái hành thọ. Thầy có nói với các con á, cái thọ của chúng ta nó có hai cái phần rất rõ ràng, cái cảm thọ và cái hành thọ. Một cái người mà bị bệnh đau đầu, bị bệnh một ghẻ, bệnh ung thư hoặc là bệnh phổi, đó là cái cảm thọ của cái nghiệp. Còn một cái người mà không bệnh đau gì hết, mà nó đau cái này, nó đau kia, nó đau cái nọ, nó làm đủ thứ hết. Con người thì vẫn bình thường mà nó đau chỗ này, thậm chí như nó khạc ra máu hoặc là cái điều đó gọi là hành thọ. Mà cái người tu mà cái tâm nó quay vô rồi ấy, thì tức là cái hành thọ nó sẽ đến với nó sẽ đập cho cái người đó phải bung ra đi, phải bỏ mất cái định sáng suốt đi. Nó cho nên ở đây cái định sáng suốt không thể trợ duyên cho tứ chánh cần được, bởi vì
cái định sáng suốt này mà có được là do chỗ ly dục ly pháp, do cái chỗ tứ chánh cần đã thực hiện được kết quả. Hiểu được như vậy thì chúng ta mới nắm rõ được các pháp hành của Đức Phật tu tập. Hỏi thưa thầy, tại sao khi làm việc như quét sân, tay thì vẫn làm liên tục nhưng ý cứ nghĩ về pháp như phòng hộ sáu căn là phải làm như vậy như thế này, còn thiểu dục tri túc thì phải lúc nào cũng biết đủ, không còn ham muốn gì nữa hết, vân vân. Con nhắc như vậy có đúng không? Ý thức ngưng đi, đừng có nghĩ nữa, mà phải biết việc đang làm mà thôi. À, một lúc con lại quên, nó lại nghĩ tiếp, việc tham sân phải như thế này, phải tu như thế này, phải như thế kia. Con lại nhắc như ra lệnh, quét sân, tôi chỉ biết tôi quét sân mà thôi. À, mình ra lệnh nó vậy thì nó bắt đầu nó đi mất. Nhưng mà lát nữa cái nó quên, nó lại nhớ, mà nó đâu có nhớ cái chuyện mà thế gian đâu, nó nhớ những cái chuyện pháp. Nhiều khi chúng ta vì cái chỗ đó mà chúng ta làm, chúng ta làm rằng chúng ta ở đang nghĩ những cái pháp tu như vậy đó, đó là chúng ta tu cái định vô lậu. Cho nên đó là cái sai của chúng ta đó. Chúng ta bị cái gì đó, những cái đó gọi là vọng pháp, cái danh từ của nó gọi là vọng pháp. Khi mà mình đang làm, mình tu gặp một cái tỉnh giác chánh niệm này mà nó có khởi ra một cái pháp gì trong nghĩ trong đầu của mình để mà vô lậu hay này kia, thì cái đó bị vọng pháp. Chưa phải là cái giờ phút chúng ta tu cái đó mà nó lại hiện cái đó, tức là vọng pháp. Cho nên nó làm chúng ta thất niệm ở trong cái pháp hành của chúng ta đang hành. Cho nên chúng ta đã bị sai lệch, bị thất niệm mà chúng ta không biết. Thầy dạy luôn luôn, lúc nào cũng sống trong pháp, tâm con nó luận. Con tu như vậy không đúng, mất chánh pháp, mất chánh niệm, giống như người độc cư mà nói chuyện, giống như người buôn bán mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ mua cái này bán cái kia, có đúng không thưa thầy? Ở đây thì các con thấy là cái nghĩ của hải tâm á, nó nghĩ thì mình sống trong pháp, mình sống ở trong pháp như thế nào cho đúng. Ví dụ như bây giờ thầy đang sống ở trong cái pháp gì? Cái pháp chánh niệm tỉnh giác là thầy đang quét sân, mà thầy đang biết quét sân tức là thầy sống trong pháp. Mà bây giờ thầy quét sân mà cái đầu thầy nó lại nghĩ chuyện khác thì như vậy là thầy đã thất niệm ở trong cái pháp, tức là thầy không sống trong pháp. Phải không? Cho nên thầy bị thất niệm. Do cái chỗ đó mà nghĩ như thế nghĩ thì giống như một cái người nói ví dụ rằng như một cái người mà độc cư mà nói chuyện. Ở đây cái độc cư không phải là cấm nói chuyện, mà cái nói chuyện đúng cách, mà cái nói chuyện tâm mình được an ổn. Còn nói chuyện mà làm cho tâm mình động, làm cho tâm mình nó không ly dục ly ái pháp thì cái nói chuyện đó là cấm. Do cái chỗ tu hành quét sân mà cái tâm nó nghĩ chuyện khác thì nó ví dụ như người độc cư nói chuyện thì nó không, cái chỗ này nó cũng không đúng lắm. Là vì trong cái nói chuyện nó có cái đúng, mà có nói chuyện cái mà nó phá cái độc cư, cái mà nói chuyện mà không phá độc cư. Đó, thì hôm nay thì chúng ta thấy trong cái sự tu tập coi chừng là chúng ta bị khi nào mà nó có niệm vọng tưởng, là tức là mình nghĩ chuyện đời hoặc nghĩ nhớ người này người kia thì mình cho đó là sai. Nhưng bây giờ đó nó lại nhằm vào những cái pháp mình đã học rồi nó khởi ra thì cái đó gọi là vọng pháp. Mà vọng pháp thì nó là cũng gọi là vọng tưởng mà thôi, chứ không có gì hết. Bởi vì mình quân nó thì bây giờ nó nhắc lại, mà nó nhắc lại trong không đúng lúc, là lúc bây giờ mình tu một cái định khác mà nó xen vô, nó làm cho mình thất niệm cái định đó, do đó nó là sai. Còn bây giờ tới cái giờ mà vô lậu thì định vô lậu thì mình ngồi mình quan sát thì mình thấy bây giờ phải diệt tham sân si như thế này thế khác, phải cách này để mà diệt cho nó được, thì cái đó là định vô lậu. Và cái sự quan sát mà tìm ra cái cách thức mà diệt cái tâm tham sân si của mình á thì đó là đúng. Còn bây giờ này là giờ tu chánh niệm tỉnh giác hay định niệm hơi thở mà nó nghĩ như vậy là không đúng. Đáp: khi thời gian quét sân, con chia ra là ra tu mấy loại định. Trong cái thời gian mà quét sân thì mình sẽ chia nó tu làm mấy loại định, chứ không phải là mình quét sân rồi mình tu có một loại định là chánh niệm tỉnh giác định đâu. Nghĩa là nhiều khi chúng ta tu ở nương vào một cái hành động, mà chúng ta không phải tu ở trong cái tỉnh giác đó, mà chúng ta tu cái định vô lậu, nương vào cái hành động quét sân mà chúng ta tu định vô lậu. Nghĩa là chúng ta vừa quét mà vừa suy nghĩ những cái pháp để mà chúng ta diệt trừ cái tâm tham muốn của mình. Khi thời gian quét sân, con chia ra làm mấy loại định,
nghĩa là cái thời gian nó chia là mấy loại định, trong mỗi loại định vậy chúng ta tu mấy phút, đó là cách thức mà chúng ta chia ra. Thì trong khi quét sân á, thì chúng ta chia ra được cái thời gian đó rồi, thì chúng ta bắt đầu chúng ta tu cái định gì trước, rồi cái định gì thì lần lượt chúng ta chủ động điều khiển các định ở trong đó để mà chúng ta chiến đấu với nội tâm của chúng ta. Đầu tiên con tu chánh niệm tỉnh giác, hành động hoại, tức là cái hành động mà quét sân đó. Kế đến con kết hợp cái hành động nội, tức là hơi thở với hành động hoại, vừa là biết hơi thở mà vừa là hướng tâm nhắc cho biết cái hành động mình đang quét, kèm cái hơi thở để mà nhắc cái hành động mà mình đang quét để cho nó kéo dài được cái sức tỉnh của mình ra mà không bị tạp niệm, không bị vọng pháp. Và hành động hoại tức là con tu hai loại định, chánh niệm tỉnh giác định và định niệm hơi thở. Sau cùng thì con tu định vô lậu, vừa quét vừa tư duy, tức là vừa tư duy suy nghĩ đến các pháp để tìm cách ngăn ngừa, ngăn ác mà diệt ác, nghĩa là mình xả tâm của mình. Cho nên trong cái thời gian, tuy là ví dụ như một giờ, mà mình có thể mình chia làm ba cái giai đoạn tu tập, hay là mình chia cái thời gian đó 3 giờ đồng hồ, hoặc 2 giờ đồng hồ, hoặc 1 giờ đồng hồ đó, mình chia làm cái thời gian đó mình chia làm 6 lần tu. Thì bây giờ nó có 3 cái lợi định. Thì mình chia đầu tiên đó, mình tu mấy phút ở trong một cái lợi định đầu tiên, thì mình định chừng như vậy. Mình chỉ quét hết cái sân đó là cỡ độ chừng 1 tiếng đồng hồ, thì mình chia làm 6 lần tu như vậy. Thì 3 cái lần tu, 3 cái lợi định liên tục đầu tiên, rồi kế đó mình tu trở lại 3 cái lợi định đó cũng liên tục như vậy nữa. Thì như vậy là khoảng độ 1 giờ hoặc hết cái sân đó là mình đã tu 6 lần ở trong cái cái 3 cái lợi định này. Thì đó là cách thức mình chia ra để mình tu. Mà mình tu như vậy á, thì cái tạp niệm nó sẽ không vô, và cái sức tỉnh mình nó càng tăng lên, và cái kết quả rất hiệu quả. Còn mình để mình tu một lợi định, ví dụ quét cái sân đó khoảng độ 1 tiếng đồng hồ mà mình tu có chánh niệm tỉnh giác, thì sẽ có những cái tạp niệm, và đồng thời pháp hướng mình có lúc nhớ lúc quên, chứ chưa hẳn đã là nhớ hết. Sau cùng con tu định vô lậu, vừa quét vừa tư duy nghĩ đến các pháp để tìm cách ngăn ác diệt ác. Bây giờ con trở lại định chánh niệm tỉnh giác, tức là mình tu cái định vô lậu rồi, thì bắt đầu mình còn đang quét sân nữa, thì mình trở lại cái định chánh niệm tỉnh giác thuần ở trên cái hành động quét sân. Rồi kế đó thì mình kết hợp với cái hơi thở và cái hành động quét sân để mình tu tập cái chánh niệm tỉnh giác nữa. Rồi kế đó thì mình lại tu cái định vô lậu, hay hoặc là mình lại kết hợp với cái quét sân đó với cái hướng tâm để mà vô lậu, với cái định vô lậu. Ví dụ như mình nhắc như thế này: quán từ bỏ tôi biết tôi quét sân, quán từ bỏ tôi biết tôi quét sân. Mình nhắc như vậy nghĩa là mình từ bỏ cái gì? Mình từ bỏ cái tâm đậu của mình, cái tâm tham sân si của mình, tức là mình kết hợp với cái định vô lậu để cho mình dùng cái pháp hướng đó, mà mình lại nhắc mình biết quét sân, lấy cái hành động quét sân nó làm cái sức tỉnh để cho cái tâm vô lậu đó nó xả ra. Thì các con thấy chúng ta kết hợp cái pháp nào cũng được hết, mà muốn kết hợp như vậy thì nó phải có cái pháp hướng dẫn đầu để cho cái tâm chúng ta biết rằng lúc bây giờ chúng ta đang tu ở trong cái kết hợp đó, cho nên nó đưa đi đến chúng ta là thuần tịnh và thuần xả cái tâm của mình. Nhất là con phải chủ động điều khiển thời gian tu định này đến định khác, nghĩa là cái thời gian mình phải chủ động từ cái định này mà chuyển qua cái định khác, đều là cái sự chủ động, chứ không khéo có cái niệm nào đó rồi bắt đầu nó tư duy cái niệm đó, thì bắt đầu mình chuyển qua bằng cái niệm nó dẫn mình vào đó, thì mình tu cái định vô lậu, thì cái đó là cái sai. Hoặc là bây giờ bỗng dưng mình thấy cái hơi thở nó thở ra thở vô rõ ràng tự nó đến, mà mình không có chủ động cái thời gian để điều khiển để trong bây giờ đó là tu cái định hơi thở. Bây giờ thấy hơi thở thì mình lo mình bám hơi thở mình tu, chừng lát nó quên hơi thở nhớ đi kinh hành thì mình nhớ mình đi kinh hành, tu cái kiểu đó là tu không làm chủ. Cái tâm mình nó dẫn mình đi đâu là mình chạy theo cái định đó, chứ mình chưa biết cái gì hết. Cho nên đó là một cái sai, không đúng. Ở trên con trình bày cách tu thì đúng, mà thời gian không chủ động nên thành thất niệm. Đó, cái câu hỏi của nó trình cho thầy nghe cái sự tu tập của nó, thì cái cách tu pháp hướng thì đều đúng, mà cái thời gian chủ động để cho mà mình điều khiển được những cái pháp từ pháp định này chuyển sang qua pháp định khác đó, thì nó lại biến trở thành là vọng pháp, cho nên nó làm cho mình mất thất niệm. Tai làm việc ý nghĩ về pháp đó là vọng pháp, nên mình dùng cái pháp hứa, nên bảo ý thức ngưng đi, đừng có nghĩ nữa,
mà phải biết việc đang làm, đó là cái pháp hướng. Để khi mà nó bị như vậy á, thì mình nhắc lại cái tâm liền, đừng có để phá cái pháp đó đi, đừng có để cái pháp đó nó dính với mình. Sức của mình chưa sống trọn trong pháp, tức là chưa có tùy pháp trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ. Cái sức của mình biết mình chưa có trọn vẹn, thì mình đừng có tu nhiều, mình hãy chia thời gian ra cho nó đều. Thì nên chia giờ giấc ra để sống từng phút từng giây cho trọn vẹn trong pháp. Cho nên sống mà trọn vẹn trong pháp, thì trong cái danh từ của Đức Phật đó, thì Đức Phật dùng là tùy pháp. Tùy pháp tức là theo cái pháp, sống theo với cái pháp, gọi là tùy pháp. Cho nên ở đây chúng ta muốn sống trọn vẹn ở trong cái pháp. Cái pháp, ví dụ như bây giờ mình sống ở trong cái hành động chánh niệm tỉnh thức, thì đó là mình sống ở trong cái pháp chánh niệm tỉnh thức. Cái hành động mình sống ở trong cái định niệm hơi thở, tức là mình đang biết cái hơi thở ra vô mà không có một cái tạp niệm nào đó, thì gọi là tùy pháp, hay là sống trọn vẹn ở trong pháp. Cái hơi thở đó là cái pháp, mà mình sống được ở trong cái pháp đó thì tức là trọn vẹn ở trong pháp, hay là tùy pháp đó. Vì tu như vậy không bị thất niệm, thì làm sao giống người độc cư mà nói chuyện. Nghĩa mình tu như vậy thì đâu có giống cái người mà độc cư nói chuyện đâu. Còn nếu không thì mình giống như người độc cư mà nói chuyện. Hỏi: khi làm việc thời gian dài 1-2 giờ, con hay bị tình trạng này. Tuy con có hướng tâm nhưng không tránh khỏi xen vô. Theo con tự hiểu, vì muốn xả tâm ly dục ly ác pháp cho mau nên nó sanh ra vọng pháp như vậy. Cuối xin thầy chỉ dạy con phải tu như thế nào. Thì bây giờ nó hỏi thầy, bây giờ nó cũng hiểu biết được trong 1-2 giờ đồng hồ dài mình làm công việc thì nó bị những cái vọng pháp như vậy, thì bây giờ phải tu bằng cách nào đây? Đáp: muốn thoát khỏi tình trạng vọng pháp xen vô thì trong 2 giờ làm việc này con nên chia ra làm 3 loại định, hoặc là 6 lần tu. Nghĩa là 3 loại định đó thì phải chia 6 lần tu. Đừng nên tu một loại định, càng chia nhỏ thì càng có chất lượng cao. Nghĩa là mình cần chia cái thời gian nhỏ của từng cái loại định đó. Ví dụ như một loại định mình tu chừng 3 phút hay là 5 phút hay hoặc là 1 phút đi, rồi mình kế tiếp mình tu một cái loại định khác, thì cứ như vậy mình luân phiên nhau mình tu, hoặc là mình kết hợp 2 loại định lại mình tu, và như vậy thì cái chất lượng nó càng cao. Còn nếu mình tu mãi một cái loại định mà suốt 2-3 tiếng đồng hồ thì chắc chắn là vọng pháp hay hoặc là thế gian pháp nó sẽ xen vào. Cách thức tu tập để cho nó đừng có vọng pháp thì phải tu như vậy, chia nó ra như vậy thì nó sẽ hết. Còn nếu mà không chia ra nhỏ như vậy thì nó sẽ không hết. Đó là cách thức thầy hướng dẫn. Thì các con sẽ, người nào có bị thì các con sẽ làm thử, thì các con sẽ thấy cái hiệu quả vô cùng. Hỏi: thưa thầy, tu không có đối cảnh diệt tâm, diệt tâm sân bằng cách nào? Nghĩa là mình tu mà không có đối cảnh, mình ở trong thất không có chọc ghẹo ai, không ai chửi mình á, thì cái tâm sân nó không có hiện ra. Vậy thì mình tu bằng cách nào? Ý nó muốn nói vậy đó. Bây giờ ví dụ như nó vào trong cái rừng, nó cất một cái thất, rồi ở trong đó thì có cọp beo rồi này kia, khỉ rồi này kia đi qua đi lại, chứ còn không có ai chọc ghẹo mình hết. Cho nên tối ngày không có sân hận gì, có buồn rầu thôi, có mình là cô đơn buồn thôi, chứ còn không có sân gì ai hết. Vậy thì trong khi đó mình tu cái tâm sân, nó không có cái đối tượng để làm cho nó sân, thì mình tu cái sân như thế nào để khi ra mình gặp cái đối tượng á, thì gặp cái đối tượng nó làm cho mình sân á, thì mình không có sân. Thì thầy đáp: tu không có đối cảnh diệt tâm sân bằng pháp hướng. Nghĩa là không có đối cảnh thì mình diệt cái tâm sân mình bằng cái pháp hướng. Bằng pháp hướng như thế nào? Hít vô quán xả tâm. Tôi hít vô, quán xả tâm, tôi thở ra. Đó là mình nương theo hơi thở để mình diệt cái tâm sân của mình, mình xả cái tâm sân của mình. Quán tâm sân, tôi từ bỏ. Quán tâm sân, tôi từ bỏ. Đó là mình hướng tâm, mình nhắc để cho mình từ bỏ. Và mỗi lần mình nhắc thì như vậy nương theo vào cái hơi thở để nó gây cho cái sức tỉnh thức để cho mình xả bỏ. Hay hoặc là mình nói quán đoạn diệt, tôi hít vô, quán đoạn diệt, tôi thở ra. Đó là mình nương theo hơi thở để mình đoạn diệt cái tâm sân của mình. Như vậy là không đối tượng thì mình phải ở trong một cái mình phải ở trong một cái chòi, hoặc là nơi quán vắng không có ai, thì bắt đầu đó mình tu bằng cái pháp hướng như vậy, thì nó sẽ đến khi mình ra đụng chuyện thì ngay đó mình đã nhớ liền cái sự mà
quán từ bỏ trong tâm của mình, nó bén nhạy, rất bén nhạy, cho nên vì vậy mà nghe người ta chửi mình hay là đụng chạm gì đó thì mình không sân nữa. Mà nó đưa mình đi đến cái định rất là sâu, là gì? Nương vào cái hơi thở, là cái đường đi của các loại định, nó đem lại rất là lợi ích. Lát nữa thì các con sẽ nghe được cái định niệm hơi thở, để cho chúng ta khéo sử dụng hơi thở mà đạt được những cái kết quả của những cái pháp sau này. Ví dụ như muốn diệt cái tâm sân mà nương vào cái hơi thở thì chúng ta cũng dễ dàng diệt tâm sân chứ không phải khó, tức là dùng cái pháp hướng công đoàn kết hợp với cái định niệm hơi thở thì nó cũng sẽ diệt được cái tâm sân mà không đối tượng. Đáp: tu không có đối tượng, diệt tâm sân bằng pháp hướng. Bây giờ hỏi nữa, hỏi: người tu hết sân, lời nói và hành động trước những chuyện đáng sân thì họ phải như thế nào? Đáp: người tu hết sân trước đối tượng, lời nói ôn tồn nhã nhặn, hành động nhẹ nhàng êm dịu. Nghĩa là cái người mà hết sân rồi thì dù bây giờ có chửi họ cách gì nữa thì cái lời nói họ cũng ôn tồn nhã nhặn, họ không có nặng lời ai nữa hết, và cái hành động của họ nó rất là nhẹ nhàng mà nó rất êm dịu, nó không bao giờ mà nó làm cái hành động dục chạc hoặc là làm cái hành động dữ tợn, không có. Cái người mà không sân thì họ sẽ không có những cái hành động đó nữa. Cái lời nói của họ thì rất là ôn tồn nhã nhặn, hành động họ thì nhẹ nhàng êm dịu đối với mọi người. Nghĩa là cái người sân là người nào cũng vậy hết, ở người mà không sân thì người nào cũng vậy, mà người có sân thì cái hành động và cái lời nói của họ sẽ biểu lộ qua cái sân của họ rất dễ dàng. Hỏi: thưa thầy, có phải người diệt được tâm si là không ngủ phi thời, ngủ ít và ngủ đúng giờ, khi tọa thiền không bị hôn trầm thì niên vô ký? Bây giờ nó hỏi thầy, cái người mà diệt được cái tâm si ấy, thì họ có còn ngủ phi thời không, họ ngủ ít và ngủ đúng giờ không? Cách thức nó hỏi thầy như vậy. Và khi mà ngồi mà thiền á, tọa thiền á, thì có bị hôn trầm thì niên không? Đáp: đúng vậy, người mà phá được tâm si á thì sức tỉnh thức cao độ nên không còn bị hôn trầm thì miên nữa. Thì nếu mà chúng ta phá được tâm si của chúng ta thì chúng ta sẽ không còn ham ngủ, sẽ không còn ngủ phi thời. Nghĩa thay vì bây giờ 9 giờ nó mỗi lần thì nó buồn ngủ, mà cái người mà phá được tâm si rồi thì 9 giờ nó không ngủ nữa. Đúng 10 giờ thì nó nằm xuống đó thì hướng tâm nhắc nó một chút nó mới ngủ, còn không hướng nó cũng thức nữa, nó không ngủ, nó không có chịu ngủ nữa. Coi như cái người đó là đã muốn hết ngủ rồi, nhưng mà mình có pháp hướng bảo nó ngủ thì cho nên nó ngủ. Hỏi: thưa thầy, nếu người đã ly được ngũ dục lạc thì họ đã diệt được tâm tham chưa? Nhưng nếu thấy họ còn ăn uống ngủ nghỉ phi thời là biết họ chưa dứt được lòng tham, vậy phải tu định vô lậu, phải đoạn diệt nó, thưa thầy có phải vậy không? Ở đây thì chúng ta phải hiểu cái chỗ câu hỏi này. Đáp: ly ngũ dục lạc nghĩa là chưa có ly được cái tâm tham. Ngũ dục lạc tức là chúng ta ly sắc thinh hương vị xúc pháp, cho nên sắc thinh hương vị xúc thì năm cái ngũ dục này á thì nó chưa hẳn là chúng ta ly hết cái tâm tham. Mà nếu mà đứng trong cái ngũ dục á mà danh nè, sắc nè, danh nè, lợi nè, thực thì nè, tức là ăn ngủ nè, mà chúng ta ly năm cái dục lạc này thì chúng ta cũng chưa đã ly hết cái tâm tham của chúng ta. Bởi vì còn những cái tâm tham của chúng ta là tham ái, thương ghét này kia, còn cái kia nó đủ, nó ở trong cái ngũ dục lạc này nó chưa có trọn vẹn hết cái tâm tham của chúng ta. Tâm tham chúng ta còn nhiều lắm, mà lại còn ăn uống ngủ nghỉ phi thời thì dù có tu định vô lậu cũng không đoạn dứt được tâm tham. Nghĩa là bây giờ cái hành động mà cái người đó họ có nói rằng họ ly ngũ dục lạc đi, mà họ ăn uống phi thời thì biết rằng họ chưa có ly ngũ dục lạc. Nghĩa là cái người mà còn ăn uống phi thời thì chưa biết, chưa ly. Mà cái người mà còn ăn uống phi thời thì dù họ có tu cái định vô lậu có 1000 năm đi nữa thì cái định vô lậu họ cũng không dứt cái tâm tham. Nghĩa là cái ăn của họ nó nằm ở trong cái ngũ dục lạc rồi, bởi vì thực thì mà. Rồi cái ngủ của họ ăn ngủ phi thời, tức là nó lúc này nó muốn ngủ thì đi ngủ, mà lúc kia thì nó muốn thức thì nó thức. Cái ăn cũng vậy, lúc này nó muốn ăn thì ăn, thấy đồ ăn nó thèm nó muốn ăn thì cứ ăn. Thì như vậy là cái người mà còn ăn ngủ phi thời thì dù là cái định vô lậu hay dù tu cái định nào đi nữa thì họ cũng chẳng có giúp được cái tâm tham họ hết. Tại sao vậy? Tại vì là cái tâm mà giúp được tâm tham, cái đầu tiên thì chúng ta phải lấy giới luật mà tu tập mà phòng hộ cái sáu căn của mình.
Cho nên lấy giới luật của Phật mà giữ gìn á, thì cái ăn ngủ này chúng ta phải có sự tập luyện rồi, ăn ngàn bữa chứ không được ăn bậy bạ ăn nhiều nữa, mà không được tham ăn nữa. Đó là bắt đầu mà chúng ta muốn tu tới chứng cần thì chúng ta phải tu những cái, chúng ta phải sống cái đời sống đó, phải thiểu dục tri túc này, ăn ngủ phải đúng giờ giấc này, thì như vậy là chúng ta sống đời sống của giới luật này. À, cho nên chúng ta lấy giới luật mà phòng hộ sáu căn, lấy giới luật mà chúng ta sống cái đời sống của mình, à, và chúng ta phải sống thiểu dục tri túc nữa. À, tất cả những cái này là cái sự bắt buộc chúng ta phải đem cái đời sống của chúng ta phải như vậy đó, thì bắt đầu chúng ta mới tu cái định vô lậu thì nó mới có đoạn dứt tâm tham được. Còn nếu cái đời sống của chúng ta nó còn bừa bãi, nó còn ăn uống theo cái thế gian đó, thì chúng ta tu cái định vô lậu nó cũng chỉ vô ích mà thôi, không có kết quả. Hỏi thưa thầy, người tâm ngã mạn, lời nói và hành động như thế nào? Đáp: tâm không ngã mạn. Thưa thầy, người mà tâm không ngã mạn, lời nói và hành động như thế nào? Đáp: tâm không ngã mạn không thể nhìn ở hành động và lời nói mà biết được. Nghĩa là cái người đó họ thấy mình, họ quỳ xuống, họ lại, họ lễ, họ đủ cách hết, mà cái tâm họ cũng còn chứa ngã mạn trong đó chứ chưa phải là họ. Nhất là cái hành động mà họ nghĩ rằng họ lại như vậy đó, là họ hạ mình xuống vậy, tức là họ tạo họ có cái sự khiêm hạ, khiêm cung đến mức độ vậy, thì cái hành động đó mình cho họ là hết ngã mạn thì không hết. Cho nên không có thể nào mà nhìn cái hành động của cái người đó hoặc cái lời nói của họ.